Thúy Nga hân hạnh giới thiệu cùng bạn đọc truyện ngắn Vách Tường Cũ của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn qua hai giọng đọc Mai Phương và chính tác giả. Chuyến thứ nhất, Hằng mang về được hơn 3.000 đồng. Ấy là chưa kể cái máy hát đĩa hiệu Sony, hai chiếc bình thủy Trung Quốc và vài món quà đặc sản của miền Nam. Đình mừng lắm, không uổng công anh hơn 10 ngày nằm nhà giữ con cha vợ, lên đường theo tàu hỏa vào Sài Gòn buôn lậu. Đối với thời giá lúc bấy giờ, giữa năm 78, 3.000 đồng kể cũng khá to, nhất là với những gia đình ít vốn như Đình và Hằng. Đình mua ngay một lạng vàng, còn lại vài trăm biếu xén công an và chính quyền địa phương, mua chuộc chút ân nghĩa về sau. Lần đầu tiên có nguyên một cây vàng trong tay, Đình lay hoay mãi không biết giấu vào đâu. Anh ngó lên mái nhà, quan sát các ống tre, dui mè kèo cột, xem nơi nào có thể nhét an toàn lượng vàng của anh. Nhưng hình như chỗ nào Đình cũng thấy chưa chắc chắn lắm. Anh đem bỏ vào cái gối đầu. Gối của Đình vốn chỉ là cái hộp rỗng hình chữ nhật bọc mây, kích thước lớn hơn viên gạch thẻ một chút, truyền từ đời ông nội để lại, đã đứt mất một vài sợi, được Đình thay thế bằng những mẩu nan tre rất vụng về. Lạng vàng gối đầu giường thì chắc ăn quá rồi, có việc gì thì chỉ việc moi ra hoặc vác nguyên cái gối mà chạy. Anh nghĩ như thế và yên lòng ngủ một đêm thật hạnh phúc. Nhưng lượng vàng cũng chỉ nằm ở đó được có một đêm. Sáng hôm sau, lúc gấp chăn mùng, Đình đăm đăm nhìn cái gối và chợt nhận ra rằng để như thế hớ hành lắm. Đành rằng cái gối mây vẫn nằm ở đó đã hơn chục năm, chẳng ai thèm để ý. Nhưng rồi trời xui đất khiến, có đứa trẻ con hàng xóm nào táy máy, khuân đi mất thì làm thế nào? Anh ngẫm nghĩ một lúc, rồi moi cây vàng ra, đào một cái lỗ nhỏ sát chân giường, chôn xuống. Anh gật gù bảo Hằng, nói dài, nhỡ có cháy nhà cũng chả sao. Hằng lắc đầu cười. Người ta tiền rừng bạc bè chả lo, mình mới có tí tẹo đã cuốn cả lên. Đình cười theo. Chuyện người ta có nhiều, mất chỗ này còn chỗ khác, mình chỉ có mỗi một tí cho nên mới phải cẩn thận. Hằng cảm động nhìn chồng lăng xăng với lượng vàng, và nàng định tâm mỗi chuyến đi sẽ cố gắng mang về ít nhất một lạng để tạo niềm vui liên tục cho Đình. Lại còn cái máy hát cũng làm Đình tốn thì giờ không ít. Anh nheo mắt nghiêng đầu ngắm tới ngắm lui mãi mà không biết nên đặt nó ở đâu cho tăng thêm vẻ sang trọng của căn nhà mục nát cha mẹ anh để lại. Cuối cùng, anh quyết định đi mua gỗ, đóng hẳn một cái kệ mới và kê sát vào vách. Ngay phía dưới bàn thờ tổ tiên có mấy tấm hình chụp trắng đen đã ố vàng. Cái máy cần tới 6 cục pin, mà Đình cũng chỉ nghe được có khoảng 2 tuần thì pin bắt đầu cạn, tiếng hát èo èo, chậm dần và lạc hẳn giọng đi. Hàng xóm kéo đến khá đông, chỉ trỏ khen ngợi, mặc dầu Hằng chỉ có mỗi một cái đĩa nhựa màu vàng, trong đó chủ yếu là bài Căn Nhà Màu Tím do Giang Tử và Giáng Thu biểu diễn. Gã công an đòi mượn mang về đồn, Đỉnh đau xót lắm, nhưng không từ chối được. Lúc đem trả thì pin đã hết hẳn. Đỉnh buốt nhói trong lòng, nhưng nhân cơ hội này nhờ gã, nếu có dịp lên tỉnh, mua hộ 6 cục pin văn điển. Vì Đình chỉ là thường dân, không có tiêu chuẩn mua loại hàng xa xỉ này. Hai cái phích nước cũng làm Đình bận rộn không kém. Niềm mơ ước cả chục năm bây giờ mới thành sự thật. Anh bán ngay một cái cho ông chú họ với giá hời, giữ cho mình một cái, nâng niu để dùng hàng ngày.
Sáng nào anh cũng dậy thật sớm, lục đục xuống bếp đun nước. Rồi vì có sẵn nước sôi, tự dưng Đình sinh ra cái thú uống trà và đòi phải uống nóng, vừa nhấp vừa thổi. Hằng cười bảo chồng: Rõ thật, phú quý sinh lễ nghĩa, cụ non vừa vừa chứ, mới hai mươi mấy tuổi đầu mà đã đòi nghiện trà tàu. Hằng thường chờ lúc Đình ngồi nhâm nhi tách trà, bế con đến bên cạnh, kể cho anh nghe những mẩu chuyện rất lạ ở thành phố Hồ Chí Minh, để tô điểm thêm niềm hạnh phúc mà nàng đang nhìn thấy rất rõ trong đôi mắt của Đình. Chuyến thứ hai của Hằng, hàng hóa mang đi không lời nhiều lắm, nhưng những thứ khuân về miền Bắc thì lại rất đắt giá. Đình thêm được một chuỗi ngày sung sướng, vừa uống trà vừa nghe Giang Tử hát. Nửa tháng sau, Hằng lên đường lần thứ ba, mang theo nhiều vốn hơn, và lần này nàng vắng nhà đến gần một tháng mới trở về với bộ mặt hết sức thảm não. Nhìn vợ thất thểu bước vào cổng, Đình lao ra hỏi ngay: Mất hết rồi hay sao mà? Hằng ủ rũ gật đầu, không chờ Đình dứt câu, nàng đỡ đứa con trên tay Đình, tạm quên nỗi buồn để nựng con: Khổ thân con tôi, nhớ mẹ lắm phải không? Ở nhà bố có đánh con không? Bố có mua bánh cho con không? Rồi nàng lần tay vào túi áo, lấy món đồ chơi nhỏ bằng plastic giơ ra trước mặt thằng bé và nói: Của con đây. Đình thì tái mặt, lảo đảo bước bên cạnh vợ. Hai người ngồi xuống trước bậc thềm, không nói với nhau lời nào. Một lúc sau, bình tâm nghĩ lại, Đình thở mạnh lên tiếng an ủi: Thôi, mình cũng đừng có buồn, mà sinh ra ốm đau thì khổ. Bán buôn một vốn bốn lời thật đấy, nhưng mà không may thì tay trắng cũng là chuyện thường. Chỉ có điều là bận này mình đi lâu quá, anh với con đợi sốt cả ruột. Hằng rưng rưng nói nhỏ: Nó nhốt em đến hơn 2 tuần lễ, khổ thì em chịu được, nhưng mà nhớ anh, nhớ con quá, chẳng ăn chẳng ngủ gì, chỉ khóc thôi. Đình quay sang nhìn vợ, bỗng chốc anh không còn mảy may tiếc của nữa, mà chỉ còn lại trong anh nỗi xót xa sâu thẳm, nghĩ đến những ngày vợ ở tù. Anh quàng cánh tay qua vai Hằng, kéo ghì người nàng về phía anh và chép miệng: Khổ thân. Hằng cúi mặt, cố ý tránh cái nhìn của chồng, là bởi vì thật sự nàng không hề bị bắt. Vốn liếng của nàng vẫn còn nguyên, gửi cả ở thành phố Hồ Chí Minh trong tay Phong, người tình mới mà nàng vừa gặp trong chuyến đi buôn vừa qua. Bây giờ ngồi đây bên cạnh đứa con trai kháu khỉnh, và nhất là bên cạnh sự ân cần của người chồng hiền lành, Hằng chợt thấy trong lòng bùng lên niềm hối hận vô biên. Và nàng định bụng sẽ thôi, từ nay không đi đâu nữa, an phận trở về cuộc sống bình lặng của mái ấm gia đình. Những gian díu vụng trộm mấy tuần vừa qua rồi sẽ lùi dần vào dĩ vãng, như một lầm lỡ đáng tiếc mà chỉ mình nàng biết. Dưới mắt Đình cũng như mọi người chung quanh, trước sau Hằng vẫn là người vợ đảm đang và mẫu mực. Thằng nhỏ ngồi trên đùi Hằng, mân mê món đồ chơi rồi nũng nịu bảo Hằng: Mẹ đừng đi nữa, mẹ ở nhà với con mẹ nhé. Hằng xoa đầu con: Ừ, thôi, mẹ không đi đâu nữa, mẹ ở nhà với con. Đình chen vào: Hôm mình mới đi, có tối con nó ngủ đã được một giấc rồi, lại giật mình thức dậy, rồi cứ khóc tỉ tê đòi mẹ, anh dỗ thế nào cũng chẳng nín. Hằng chớp mắt cảm động, ôm ghì thằng bé, ép đầu nó vào ngực. Đình lại kể: Anh định tuần này mà em không về thì thế nào anh cũng đánh dây thép cho cô Phán để hỏi xem sao, nóng ruột quá. Hằng phân trần: Em bị bắt ở ngoài Nha Trang cơ,
cô Phán có biết đâu. Mình sốt ruột một, em nằm trong nhà giam còn sốt ruột 10 ấy chứ. Viết mấy lá thư cho anh rồi đấy chứ, nhưng lại xé bỏ, sợ báo tin chỉ làm anh lo thôi. Hằng không muốn câu chuyện kéo dài thêm, nàng bỏ con xuống, đứng dậy, vừa quay đi vừa bảo: em đi tắm, thay bộ quần áo đã, bánh gai em mua ở nhà ga đấy. Anh ăn đi, với lại có gói kẹo dừa ngon lắm, kẹo dừa Bến Tre, không như ở ngoài ta đâu. Hằng vào buồng ngủ lấy quần áo rồi đi nhanh ra sau vườn. Xa nhà chưa đầy một tháng mà nàng thấy mọi thứ chung quanh dường như có nhiều đổi khác. Nàng đứng tần ngần trước cửa bếp một lúc rồi bước vào, cúi xuống mở nắp vung cái nồi đồng cũ kỹ, nhặt một củ khoai luộc còn đang bốc hơi nhẹ nhẹ, và càng thấy ân hận hơn vì những ngày rong chơi tội lỗi vừa qua. Đã toan bẻ đôi củ khoai, Hằng lại bỏ vào nồi, đậy vung lại và bước ra sau nhà vào buồng tắm. Gọi là buồng tắm nhưng thật ra chỉ là tấm cót cũ quây ba mặt, nằm sát một bụi chuối và khuất dưới tàn cây mít khá lớn. Hằng bước vào, kéo tấm vải ni lông che cửa, rồi cởi bộ quần áo vương đầy bụi đường, quăng vào cái chậu thau dưới chân. Nàng khom người múc gáo nước đầu tiên xối lên vai, và dùng mình nhớ đến Phong với những đêm cuồng nhiệt bên cạnh gã. Chợt nghe tiếng cười khúc khích của con từ phía trước vọng lại, Hằng chớp mắt thật mau, cố gắng xua đuổi hình ảnh Phong trong trí để quay về với thực tại. Nghĩ đến món tiền đã đưa cho Phong, Hằng tặc lưỡi nói một mình để tự an ủi: chả tiếc, của thiên giả địa, mất gì của mình. Nàng ngồi xuống, cúi đầu xoa xà phòng, rồi lùa 10 ngón tay vào mái tóc dính bết bụi và mồ hôi trên những quãng đường xe lửa Bắc Nam chật như nêm cối. Nàng nghe tiếng đỉnh nựng con ngoài hiên và tiếng cười nắc nẻ của thằng bé cất lên từng chập. Hằng biết rằng đỉnh đang cố giấu kín nỗi đau tiếc của, cho nên giả vờ vui đùa thản nhiên với con để nàng khỏi buồn. Và chính điều đó càng làm Hằng ân hận hơn. Những ngày kế tiếp, Đình cứ luôn miệng an ủi vợ. Mỗi khi bắt gặp Hằng ngồi một mình, đôi mắt đăm chiêu, anh tìm đủ mọi cách vỗ về, có khi nói vài câu khôi hài để Hằng quên đi những mất mát vừa qua. Anh cũng tiếc của lắm chứ, nhưng thấy vợ buồn, anh tuyệt đối không bao giờ nhắc tới chuyện đó. Còn Hằng thì cũng có cười, nhưng nét cười rất dè dặt, dường như chỉ để chiều ý Đình mà thôi. Ở nhà được 2 tuần, Hằng bắt đầu bồn chồn nôn nóng. Đã tự dặn lòng là sẽ quên Phong, nhưng chẳng hiểu sao trong thâm sâu nàng vẫn nghe mơ hồ có tiếng gọi thôi thúc nàng lên đường. Phần vì muốn kiếm tiền, phần vì muốn gặp lại Phong. Nàng vẫn yêu chồng, nhưng ở người đàn ông xa lạ kia có cái hấp lực gì đó mà nàng khó có thể dứt bỏ được. Nàng thẫn thờ vào ra, đắn đo suy tính, rồi tự tìm cho mình được một động cơ rất chính đáng để đi thêm lần nữa. Đó là nàng không muốn gặp Phong, nhưng phải gặp để lấy lại số tiền đã cho Phong vay, rồi trở về chuyến này là dứt khoát từ đó không liên lạc với Phong nữa. Đánh lừa được mình như vậy, Hằng thấy an tâm chuẩn bị chuyến thứ tư, chỉ còn chờ dịp thuận tiện sẽ ngỏ ý với Đình mà thôi. Một buổi tối, Hằng nằm thao thức không ngủ được. Nỗi nhớ về người tình phương xa càng ngày càng day dứt, thúc giục Hằng đi, nhưng còn ngần ngại chưa dám ngỏ ý với chồng. Phong nằm bên cạnh, bỗng nhoài người vặn to ngọn đèn. Anh cúi xuống, moi cái hố dưới chân, lôi ra lượng vàng, trao cho Hằng. Cả tháng nay nhìn vợ ủ rũ, Đình đoán chắc rằng Hằng như người thua bạc đang nóng gỡ. Cho nên anh nghĩ, thà để vợ đi lần nữa,
may ra gỡ được. Mà giả như không may thì ít nhất cũng cho Hằng được một niềm vui, còn hơn để nàng ở nhà rồi cứ thở vắn than dài. Đình bảo: hay là đi chuyến nữa xem thế nào. Hằng cầm lượng vàng, sung sướng muốn reo to lên, nhưng vẫn làm bộ ái ngại. Có mỗi một lạng vàng, để nhỡ có việc gì thì véo dần ra mà nuôi con. Bây giờ anh bảo em cầm đi, không may mất hết thì làm thế nào. Thôi, em chả đi nữa đâu. Đình dỗ: ôi dào, tiếc gì, đời ta muôn vàn đời nó. Với lại lạng vàng này cũng là của trên trời rơi xuống, chứ có phải mồ hôi nước mắt gì đâu mà em ngại. Cứ nghe anh, đi chuyến nữa đi. Hằng còn đưa đẩy thêm 2-3 lần nữa rồi mới miễn cưỡng bằng lòng. Nàng chở mình nằm nghiêng, áp mặt vào vai Đình, gác chân lên đồi đỉnh và nhắm mắt lại để miên man mường tượng ra hình ảnh nồng nàn của Phong mà nàng sẽ gặp lại nay mai. Hôm sau thức giấc, Phong lấy cái bình thủy rót nước sôi pha trà lần cuối cùng trước khi vác đi bán cho ông hàng xóm. Rồi anh về vét sạch mọi thứ vốn liếng còn lại, trao tất cả cho vợ. Hằng vội vã đi xin giấy phép đi đường, mua vé tàu, sắm hàng hóa, chuẩn bị cho lần vào Nam thứ tư. Hôm lên đường, Đình bế con đưa ra tận cổng và dặn: em nhớ nói với cô Phán là anh có lời hỏi thăm. Nay mai rời thương mà cho làm ăn phát tài thì thế nào anh cũng vào thăm cô, hoặc mời cô ra ngoài này tham quan cho biết. Hằng gật đầu: anh chả phải dặn, em cũng vẫn thưa với cô Phán như thế. Nàng đưa tay nắm bàn tay nhỏ nhắn của con và nói: cô Bi ở nhà với bố nhé. Mẹ đi vài hôm rồi mẹ về, mẹ mua bánh cho con. Bố có đánh thì nhớ về mách mẹ nhé. Đình âu yếm nhắc: thôi đi đi, chả nhỡ chuyến tàu. Hằng cúi xuống, xách hai cái túi vải nặng trịch bước ra lộ, đón xe khách lên tỉnh. Vào tới Sài Gòn, dĩ nhiên Hằng không ghé nhà bà cô chồng như lời Đình dặn. Mấy chuyến đầu thì Hằng phải đến đó để có chỗ liên lạc và nhân tiện để nhờ bà kiếm mối giao dịch buôn bán. Nhưng bây giờ thì không cần nữa. Mà nói đúng ra, Hằng còn có ý tránh mặt, bởi nàng đã có Phong. Nàng đón xích lô đến thẳng nhà Phong trong con hẻm ở đường Cách Mạng Tháng 8, gần ngã tư Điện Biên Phủ. Hôm ấy, Phong vừa thay quần áo, đang chuẩn bị dắt xe ra để sang khánh hội, thì thấy Hằng xuống xích lô ngay trước cửa. Gã giật mình lao ra, đỡ hộ Hằng hai túi hàng vào nhà và khép cửa lại. Gã hớn hở ôm lấy Hằng và trách: sao đi lâu thế, anh nhớ quá. Hằng khẽ đẩy gã ra, ngồi xuống mép giường. Đi ngay thế nào được, nhất là hôm về em bảo bị công an bắt, mất hết cả vốn lẫn lãi. Phong mở quạt máy rồi đến ngồi sát bên cạnh Hằng thủ thỉ: cả tháng nay anh chả ngủ được, đêm nằm cứ chằn chọc nhớ em. 4-5 giờ sáng đã dậy rồi, cứ tưởng em không vào nữa chứ. Hằng xô nhẹ vai Phong và nói: không vào thế nào được, tiền bạc còn gửi cá trong này, ở nhà lấy gì mà nuôi con. Câu nói của Hằng nhắc Phong số vốn mà gã đang giữ của Hằng. Gã nói: vậy là chuyến này em vào đây chỉ để đòi tiền chứ đâu có phải vì nhớ anh. Thôi được rồi, đã thế thì anh chưa trả em vội. Vì anh mà trả em thì là em đi luôn phải không? À nhưng mà anh hỏi em là chồng em nó có nghi ngờ gì không? Kể ra ông ấy cũng gan thật đấy chứ, vợ đẹp thế mà dám cho đi buôn một mình. Hằng sung sướng đáp: nghi ngờ cái gì, thì em cứ nói như anh dặn là em bị bắt ở Nha Trang. Đi buôn bị bắt là chuyện thường, ông ấy làm thế nào mà biết được. Phong cười đắc thắng, nhìn bụi đường lấm tấm trên tóc và áo quần Hằng. Gã giục nàng đi tắm, nhưng Hằng gạt đi: thôi,
Đèo em đi bán cho xong những thứ này đã. Ngày rộng tháng dài, đi đâu mà vội. Phong xua tay. Khỏi phải đi đâu cả, em cứ chờ ở đây. Anh chạy đi gọi người đến mua cho đỡ vất vả. Hằng vui mừng. Vâng, thế thì để em đi tắm rửa thay quần áo. Anh gọi người đến là vừa. Anh đi ngay đi. Chứa những của nợ này trong nhà làm gì, tống được càng nhanh càng tốt. Phong hài lòng đẩy Honda ra cửa, đạp máy và lao đi. Còn lại một mình, Hằng vừa mở giỏ lấy quần áo, vừa thoáng nhớ đến Đình và đứa con 3 tuổi đang mong ngóng nàng ngoài Bắc. Nàng vội né tránh, nghĩ làng sang chuyện khác. Nàng ngẩng lên, nhìn quanh căn nhà gạch gọn ghẽ nơi nàng đã liều lĩnh ở lại với Phong hơn 2 tuần lễ. Và liều lĩnh hơn nữa là đã cho Phong vay 2 lạng vàng để gã lo sang tên căn nhà và mua hộ khẩu tại thành phố. Hằng biết Phong ngay từ chuyến đi thứ nhất tại nhà cô Phán. Phong cũng là dân buôn, nhưng chỉ đứng trung gian mai mối, không cần vốn. Mà dù có cần, gã cũng không có, bởi gã sống phóng túng, tiền vào tay phải ra tay trái, không chắt chiu cho ngày mai. Giữa những bạn hàng ngược xuôi, sở dĩ gã có chỗ đứng là nhờ duy trì được cái bề ngoài có vẻ ăn nên làm ra, biểu lộ qua chiếc Honda lúc nào cũng lau chùi bóng loáng, áo quần ăn mặc tề chỉnh, đồng hồ bút máy, kiếng mát, thứ nào cũng thuộc loại có nhãn hiệu dễ tiêu thụ. Nhờ quen biết nhiều, gã chạy tới chạy lui, gọi người này kêu người kia, bán món này mua món khác, đứng ở giữa kiếm chút lời bỏ túi. Những người như Phong, người ta thấy nhan nhản ở khắp các chợ trời, đôi khi sống rất vương giả chỉ nhờ cặp mắt lanh lợi và cái miệng khéo nói. Riêng Phong thì chưa thể xếp vào hạng khá lắm, nhưng lúc nào cũng có tiền để ăn xài tương đối rộng rãi. Không phải chỉ trên thị trường hàng tiêu dùng Phong mới thành công đâu, mà hơn thế nữa, trong cả những dịch vụ khó khăn hơn, gã cũng vẫn lao vào và thu được nhiều kết quả khả quan. Ông sĩ quan ở trại cải tạo về mất hộ khẩu, cần cái giấy chứng nhận việc làm ở một cơ quan biên chế để khỏi bị địa phương làm khó dễ. Phong lo được. Thậm chí kiếm mối vượt biên, đôi khi Phong cũng lần ra đường dây. Nói chi đến vài thứ giấy tờ lặt vặt như thẻ cử tri, chứng minh thư nhân dân hay giấy phép đi đường, thì với Phong dễ như lấy đồ trong túi. Đứng trước một người lão luyện như thế thì Hằng chỉ là con nai vàng ngơ ngác, bị gã dẫn dắt từ ngạc nhiên này qua bất ngờ khác, khiến nàng bị cuốn hút, quên hẳn căn nhà nhỏ bé ở Hà Sơn Bình, nơi có chồng con đang ngóng cổ đợi nàng về. Hằng ngồi một lúc thì Phong trở lại với một người đàn bà. Hằng bảo Phong khép cửa lại, rồi mở 2 cái túi vải, chút hết hàng ra nền gạch bốc. Cả 3 ngồi tính toán, so đo trả giá, chừng hơn 1 tiếng đồng hồ thì thanh toán xong mọi thứ. Mặt hàng đem từ ngoài kia vào đây không phải là đường dây chính để Hằng kiếm lời, bởi lý do giản dị là miền Bắc ít có thứ nào hiện đại hơn miền Nam. Chủ yếu là mua mặt hàng từ thành phố Hồ Chí Minh khuân ra ngoài Bắc bán mới là nguồn lợi để người ta làm giàu. Khách đi rồi, Hằng vẫn ngồi trên nền gạch ngay phía dưới cái quạt trần đang vù vù thổi. Nàng ngắt ra một xấp tiền nhỏ đưa cho Phong và nói: "Phần của anh đây." Phong khép cửa lại rồi tiến đến bên Hằng, ngồi xuống bên cạnh. Nàng mới tắm xong, thay bộ quần áo mới và cuốn cái khăn bông trên đầu, dáng điệu thoải mái, mời gọi. Phong quàng cánh tay qua lưng Hằng và bảo: "Em cất đi, anh lấy của em làm gì?" Hằng sung sướng kêu lên: "Chết, lần nào anh cũng cho em, bán buôn thế thì lấy gì mà sống." Quả thật đúng như Hằng nói, tiếng là làm trung gian dắt mối kiếm lời. Nhưng ngay từ lần đầu tiên giới thiệu người mua bán giúp Hằng, Phong đều không tính tiền công, không lấy phần của mình.
gã biết thả con tép nhỏ để bắt con cá lớn. Nhưng Hằng lại coi đó là một thái độ hào phóng mà gã dành riêng cho nàng, nên nàng cảm động và có thiện cảm với gã ngay lần đầu gặp gỡ. Phong ghé tai Hằng thì thầm: "Vào phòng với một tí, anh nhớ quá." Hằng khẽ đẩy gã ra và mắng: "Kỳ vừa vừa chứ, giữa ban ngày ban mặt." Nói thế, nhưng khi Phong dục lần thứ hai và kéo cánh tay Hằng đứng dậy, nàng cũng ngoan ngoãn đứng lên, theo gã vào buồng và cài then cửa lại. Nàng ngồi xuống mép giường để yên cho Phong cởi cúc áo và chỉ yếu ớt chống đối: "Người ta vừa mới gội đầu, tóc còn ướt sũng thế này mà cũng đòi cho bằng được." Sau khoảnh khắc đam mê xác thịt, Hằng nằm im, nao nao nhớ đến đỉnh và nỗi ân hận đưa nàng trở về với thực tại. Nàng nén tiếng thở dài, dứt khoát bảo mình chuyến này là lần cuối gần gũi Phong. Ngày mai nàng sẽ nhờ Phong đưa đi mua hàng, rồi ngày kia quay về Bắc. Nàng trở mình nằm nghiêng, quay sang phía Phong từ nãy đến giờ vẫn nằm ngửa hút thuốc, khói phun mù mịt lên trần. Gã chưa mặc quần áo gì cả, toàn thân lởm chởm những vết thâm đen, dấu tích ghẻ lở thời mới lớn. Hằng ưu tư hỏi: "Giấy tờ anh lo xong chưa? Sang tên nhà với hộ khẩu..." Phong tự đắc ngắt lời: "Có gì mà không xong." Biết Hằng muốn nhắc đến hai lạng vàng nàng cho mượn lần trước, Phong đột ngột đổi giọng bực bội: "Cái con mẹ ba này làm ăn thất hứa hoài nản quá. Anh ghét nhất những cái đứa mà không biết giữ chữ tín. Ngày xưa anh buôn bán với người Tàu trong chợ lớn, anh học được người Tàu về chữ tín. Em biết không, những món hàng bạc triệu chỉ cần một lời hứa thôi, không có giấy tờ gì cả, mà chưa bao giờ họ sai hẹn. Nói một là một, hai là hai. Người Việt mình thì hầu hết là cả trớn. Em coi có tức không? Mấy cây vàng anh dốc hết vào mối này, cả tháng nay con mẹ đó chưa chịu thanh toán, làm kẹt vốn quá trời. Nhưng mà anh bảo đảm là chuyến này lời khẩm." Hằng ngơ ngác hỏi lại: "Anh bảo sao? Lời khẩm là cái gì?" Phong cười: "Lời khẩm là lãi nhiều, nhiều lắm." Hằng tò mò: "Buôn bán gì mà lãi nhiều? Con mẹ ba nào? Có phải cái bảo trợ trời Huỳnh Thúc Kháng mà anh đưa em lại mua máy hát không?" Phong ngồi lên tỉ mỉ giảng cho Hằng nghe về một số mặt hàng đang có mãi lực mạnh trên thị trường hiện nay. Chẳng hạn mua vải thun trơn, rồi mướn người in bông lên vải thun đó và đem bỏ mối ở chợ Sài Gòn hoặc chợ An Đông với giá cao. Thứ hàng này hiện rất được ưa chuộng để may đồ bộ, vì các bà các cô mặc vào sẽ thấy nổi bật như các kiểu bông lạ mắt in trên vải. Nếu Hằng mang được ra Bắc mà bán thì chắc chắn một vốn bốn lời. Giảng xong, Phong bước xuống mặc vội cái quần đùi vàng ố vào để che bớt cặp đùi thâm đen của gã. Gã tiến lại mở tủ lôi ra một sấp vải mẫu cho Hằng xem và nói: "Đây này, con gái bây giờ phần đông đều làm ở các tổ hợp, mà làm tổ hợp thì chỉ có mặc đồ bộ là vừa đẹp lại vừa tiện hơn cả. Em xem, ngoài Bắc làm gì có thứ hàng này, phải không?" Hằng ngồi lên mân mê sắp vải, ướm thử vào người và quả nhiên thấy vừa ý ngay. Cẩn thận hơn, nàng đứng dậy tiến lại trước tấm gương lớn gắn trên bức tường phía cuối giường, xoay qua xoay lại ngắm nghía thêm một lúc nữa. Phong bảo: "Em mà mặc bộ đồ này về ngoài ấy thì anh bảo đảm là cả làng em không ai nhận ra em." Hằng buồn rầu: "Thứ này để cho các cô gái tỉnh thành mặc, chứ nhà quê như em mặc vào người ta cười chết." Phong rụi điếu thuốc, tiến lại sau lưng, đặt hai bàn tay lên vai Hằng và thủ thỉ: "Anh chỉ mong có được một người vợ nhà quê như em thôi." Rồi gã cười: "Nói đùa với em vậy thôi,
chứ quê hay tỉnh thì chủ yếu cũng đều là do áo quần bề ngoài cả. Người đẹp nhờ lụa, lúa tốt nhờ phân. Cởi quần áo ra thì ai cũng giống như ai, làm sao phân biệt được nhà quê hay là tỉnh. Hằng hài lòng với nhận xét của Phong, nàng trở lại giường, quăng sấp vải và lấy áo mặc vào. Nàng gật đầu nhận xét: đẹp thật anh nhỉ, bán chạy là phải. Phong nhấn mạnh: chính vì thế lần này anh mới dốc ra cả mấy cây vàng để đổ vào đấy. Cái khó là làm thế nào tìm được chỗ in đẹp, nhiều kiểu bông. Anh chỉ hơn người ta có chỗ ấy thôi. Em biết không, anh mò mãi vào trong chợ lớn mới kiếm ra chỗ in. Phải nhanh tay, chứ nay mai ai cũng biết thì mất độc quyền ngay. Rồi gã hạ giọng tha thiết: chuyến này em nên buôn thứ này về ngoài ấy, chỉ một thứ này thôi, không cần phải mua bất cứ thứ gì khác, hễ đi lọt là giàu to. Rồi sợ Hằng ngần ngại, Phong thêm: anh còn mấy ngàn tiền mặt, anh góp vô luôn với em. Lần sau em vào lời lãi thế nào thì em chia cho anh. Hằng ngắt lời: cầm tiền của anh mua hàng về ngoài ấy, ngộ nhỡ mất tất thì em lấy gì mà giả lại. Phong nghiêm mặt: giờ này mà em còn nói thế, của anh cũng như của em, mất thì thôi chứ, chả nhẽ em có lời mà lại quỵt anh. Hằng chớp mắt cảm động gật đầu. Phong lại thêm: còn 2 lạng vàng em cho anh mượn thì sáng mai anh sẽ đi gặp con mẹ ba đòi nợ cho bằng được để đưa lại cho em. Hằng nói theo thói quen: thư thả vài hôm nữa cũng được, em còn ở đây mà. Phong nghiêm mặt lắc đầu: đâu có được, vẫn biết là em yêu anh, nhưng tiền bạc anh muốn đâu ra đấy. Nói riêng với em, con mẹ ba thiếu anh tới 5 cây, quá hạn cả tháng nay chưa trả. Nói nào ngay thì cũng tại anh bận quá, không có thì giờ gặp mụ ấy. Nhưng mà thôi, bỏ chuyện đó đi. Bây giờ anh mời em đi ăn, em đi đường xa chắc cũng đói lắm rồi. Hằng chải đầu, thay quần áo rồi leo lên ngồi yên sau Honda, quàng cánh tay ôm lấy bụng Phong. Bà cụ hàng xóm đang tưới rau trước cửa nhìn hai người bằng cặp mắt lạnh nhạt và quay mặt đi. Phong đưa nàng ra chợ cũ ăn cơm tây, rồi lái xe chậm chậm dọc theo bờ sông hóng mát. Nàng tựa đầu vào vai Phong, lãng mạn nghĩ đến ngày sẽ dứt hẳn chồng con, từ giã căn nhà tăm tối ngoài kia để dọn vào sống hẳn trong này với Phong. Nàng nói nhỏ vào tai Phong: cứ được sống mãi như thế này thì thích nhỉ. Phong ngoái cổ lại nhấn mạnh: thì chính anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi mà em đâu có thèm nghe. Hay là thôi, chuyến này đừng về nữa. Hằng im lặng thở dài. Phong cho xe dừng lại, đưa Hằng vào một tiệm giải khát lộ thiên trên bến tàu. Dù rằng cả hai còn no bụng và không ai khát nước, Hằng thích cái khung cảnh lãng mạn và thơ mộng mà cả đời nàng chỉ thấy mô tả trong tiểu thuyết. Mãi đến gần nửa đêm, gió sông thổi hắt lên từng chập, làm Hằng gai gai lạnh, Phong mới đưa nàng về. Đêm hôm ấy, hai người thức rất khuya nên mãi gần trưa hôm sau mới dậy nổi. Chuyện làm ăn đã thỏa thuận với nhau xong cả. Hằng an tâm dốc hết tiền ra mua vải, bởi từ trước đến nay dường như bất cứ lời khuyên nào của Phong cũng đều đúng cả. Và lại cái quy luật tình cảm ngàn đời vẫn thế, con gái lúc còn độc thân tuy yêu cũng mãnh liệt, nhưng thường thì ít cuồng si và mù quáng như đàn bà đã có chồng mà ngoại tình. Cho nên bất cứ điều gì Phong nói với Hằng,
nàng cũng thấy đó là chân lý. Huống chi từ ngày quen Phong, đã bao giờ Phong lấy của Hằng đồng bạc nào đâu. Mọi ân cần của Phong đối với Hằng rõ ràng đều chỉ xuất phát từ một động cơ duy nhất là tình yêu mà thôi. Ngồi ở con hẻm gần chợ ông Tạ, nơi có gánh hàng bún mọc thật ngon mà lần nào vào Nam Phong cũng đưa Hằng tới ăn, Phong nho nhỏ nhắc lại: anh thấy là nên lấy hàng sớm để sẵn ở nhà anh đi. Chừng nào em về thì mang về, không lấy sớm sợ hết á. Vải càng ngày càng khan hiếm vì nhà nước không có ngoại tệ để nhập càng sợi. Anh còn độ 3.000, lát nữa anh đưa hết cho em. Đánh một chuyến lớn hơn là đi buôn lắt nhắt tốn tiền tỏng. Hằng gật đầu: vâng, nhưng mà chuyến này em không ở lâu được đâu, có hàng là em về ngay. Phong kêu lên: sao lại thế? Anh chờ em từng giây từng phút, mới gặp nhau đã đòi về là thế nào? Rồi gã cười: nếu thế thì anh chả dại gì mà đưa em đi lấy hàng sớm. Hằng cãi lại: nhưng mà chính anh bảo em là lúc này thị trường còn khan hiếm vải bông, thì mình phải đi trước người ta chứ. Để chần chừ, ngộ nhỡ có đứa nào nó nhanh chân hơn mình thì em ôm đống vải này về ngoài ấy làm gì? Nàng vừa dứt câu thì bà Hàng bưng lại hai tô bún bốc hơi nghi ngút, những miếng chả chiên, giò lụa thái vuông đầy ắp lên miệng tô, bên cạnh những viên mọc tròn như những viên bi, được phủ lớp hành ngò thái nhuyễn, chưa ăn đã thấy thèm. Phong gọi thêm một đĩa giò nữa cho Hằng, rồi mới bốc rau phủ lên mặt bát. Gã vốn thích ăn nhiều rau muống trẻ trộn lẫn với giá sống và kinh giới, làm tăng thêm khẩu vị gấp bội. Gã gắp miếng chả đưa lên mồm nhai ngấu nghiến, rồi nghiêm nghị bảo Hằng: anh định vài hôm nữa rủ em đi Vũng Tàu nghỉ mát, ở lại với anh độ 2 tuần rồi hẵng về. Hằng chớp mắt cảm động: em cũng thích bãi bể Vũng Tàu lắm, cứ nghe anh nói mãi mà cả đời có bao giờ được nhìn tận mắt đâu. Phong đỡ lời: thế thì ở lại, anh đưa đi. Hằng ngẫm nghĩ một lúc rồi siêu lòng nói nhỏ: ở đợi 1 tuần thì được, 2 tuần thì lâu quá, về ngoài ấy biết ăn nói thế nào với ông ấy. Với lại em còn đi đi lại lại nhiều, mình còn gặp nhau nhiều mà, ở lâu quá chồng em nghi, không cho đi nữa thì khổ. Phong gật đầu: thôi thì tùy em, nhưng ít lắm cũng phải ở với anh độ 10 ngày. Hằng cười: 1 tuần cũng đủ rồi, em chỉ sợ gần anh lâu chính anh lại chán em đấy. Phong nhìn thẳng vào mặt Hằng và chỉ chiết nói: nếu anh chán được em thì anh đã chẳng khổ. Anh nói thật mà, em đi rồi nhiều hôm anh thẫn thờ, chẳng thiết làm ăn gì nữa, chỉ mong mau mau tới ngày em vào. Hằng không nói thêm gì nữa, cúi đầu ăn cho xong tô bún, nhưng trong lòng cảm xúc đang dâng tràn như sóng cuộn. Nàng nhớ lại đã vài lần Phong liều lĩnh, dù nàng bỏ chồng bỏ con, ở lại luôn trong này, Phong sẽ lo hộ khẩu để hai người chung sống với nhau. Và chính nàng trong cơn cuồng nhiệt xác thịt cũng đã có lúc yếu lòng muốn làm theo lời gã. Ăn sáng xong, Phong đưa Hằng về và dặn: em ngồi chờ anh nhé, anh chạy đi gặp người ta xem có hàng về chưa. Chiều nay chúng mình đi lấy, lo cho xong việc rồi mình ra cấp chơi. Hằng gật đầu khép cửa lại, lên giường nằm vì đêm qua thức quá khuya, mắt vẫn còn cay. Phong phóng Hồng Đa đi, mấy tiếng đồng hồ sau mới trở lại. Thấy gã xuống xích lô ngoài cổng, Hằng ngạc nhiên hỏi: xe đâu anh? Phong vào hẳn trong nhà, vừa lau mồ hôi vừa lắc đầu chán nản: bỏ sửa ngoài kia, bực cả mình, đang chạy thì hư. Định sang con mẹ ba bên Khánh Hội lấy tiền cho em mà mới tới Trần Hưng Đạo thì tự nhiên tắt máy. Xong chuyến này anh đổi cái xe khác. À nhưng mà có hàng rồi đấy, mình đi xích lô càng tốt em ạ. Anh thích ngồi chung xích lô với em. Dứt lời, gã móc túi sau lôi ra một nắm tiền, trao hết cho Hằng: đây anh hùn với em 2.000,
em cứ đem vải về ngoài ấy bán, lời lãi thế nào chuyến sau vào cho anh biết. Hằng đỡ tiền nhét hết vào ví, nàng đeo lên vai rồi cùng Phong ra đầu ngõ đón xe. Đứng dưới một tàn cây thưa lá, giữa dòng người qua lại tấp nập, Phong nhìn Hằng ái ngại và nói nhỏ: tiền để trong bóp không chắc ăn, nguy hiểm lắm, cướp giật tùm lum. Em có túi áo thì nhét vào, lấy kim băng cài lại. Hằng không suy nghĩ: em làm gì có túi, mà có cũng chả để được bao nhiêu. Túi áo cánh đàn bà bé tẹo teo teo, hay là anh nhét cả vào túi quần anh đi. Phong ngần ngừ mấy giây rồi nhận lời: cũng được, nhưng mà em đã đếm số tiền của em chưa? Hằng gạt đi: đếm cái gì mà đếm, của anh 2000, còn bao nhiêu là của em? Phong cười: ừ, vậy mà anh nghĩ không ra đấy. Cất tiền vào túi xong, Phong lại nhìn Hằng ưu tư nói thêm: hôm nay sao em lại đeo dây chuyền với bông tai làm gì? Lúc nãy ở nhà anh không để ý, chứ lẽ ra mấy thứ này nên tháo ra, bỏ cả ở nhà thì tốt hơn. Trộm cắp bây giờ em biết rồi, anh chả phải kể. Có bà mất mạng chỉ vì sợi dây có 2 chỉ thôi đấy. Hằng gật đầu đồng ý ngay. Bên Phong, nàng thấy rất an lòng, bởi lúc nào gã cũng chu đáo. Thôi, anh bỏ cả vào túi áo cho em, lúc nãy đi ăn em mới đeo, chứ đi xe hỏa ra chợ, đi xe hỏa ra chợ trời đeo mấy thứ quỷ này làm gì. Vừa nói, Hằng vừa đưa tay gỡ hết nữ trang trao cho Phong. Gã rút khăn mùi xoa bọc lại và nhét cả vào túi quần, rồi an tâm đưa tay vẫy xích lô. Xe đưa hai người đến đầu một con hẻm nhỏ ở đường Lê Lai. Phong lôi Hằng tạt vào một quán cắp gọi 2 ly đá chanh. Gã uống vài hớp rồi bảo Hằng: em ngồi chờ anh ở đây, để anh vào lấy hàng. Kìa kìa, căn nhà 2 tầng có bức tường đen đó, em thấy chưa? Ông này là người Việt gốc Hoa, làm ăn đàng hoàng lắm, nhưng tính ông ấy cẩn thận, không chịu gặp người lạ. Em gọi sẵn cho anh cái xích lô để mình chở hàng về. Hằng gật đầu: vâng, nhưng nhanh nhanh lên một tí anh nhé. Phong đứng dậy: nhanh chứ, nhưng cũng phải mất độ 15-20 phút để kiểm hàng. Dứt lời, gã quăng điếu thuốc xuống chân, bước nhanh vào con hẻm. Ngồi ở quán nước đến hơn 2 tiếng đồng hồ, ly đá chanh đã cạn từ lâu, và bình trà chủ quán bưng ra Hằng cũng đã uống gần hết. Vẫn không thấy Phong trở lại, Hằng đưa mắt nóng ruột nhìn vào con hẻm nhỏ, đứng lên ngồi xuống cả chục lần vẫn không thấy bóng người yêu. Chịu không nổi, nàng đành trả tiền nước rồi lững thững đi vào tìm Phong. Nàng đăm đăm ngó từng căn nhà hai bên, nhưng không biết Phong vào nhà nào. 2-3 lần đi tới đi lui, khiến dân cư chung quanh và nhất là trẻ con trong xóm đều nhìn Hằng dò xét. Hằng ngượng ngập cúi mặt bước ra, đứng quanh quẩn ở đầu ngõ. Đứng một lúc, nàng lại quay nhìn căn nhà có bức tường đen mà Phong chỉ cho nàng lúc nãy, đánh liều quay vào gõ cửa. Chủ nhân là một bà cụ gầy gò, nhướng mắt nhìn Hằng chờ đợi. Nàng cúi đầu chào và hỏi: thưa cụ, anh Phong con có trong nhà này không ạ? Bà cụ ngơ ngác nhìn Hằng: Phong nào, nhà này làm gì có ai tên Phong? Hằng phân trần: thưa không, anh Phong con vào đây mua vải, anh ấy dặn con chờ ngoài kia. Bà cụ càng ngạc nhiên hơn: giải ở đâu mà mua, nhà này làm gì có giải? Hằng khổ sở: rõ ràng anh ấy bảo con là nhà này có bức tường đen. Bà cụ nhìn nàng tội nghiệp: cô hỏi lầm nhà rồi. Hằng tuyệt vọng quay đi, quên cả chào từ giã. Nàng bật khóc vì vừa thoáng nghĩ đến những lừa đảo trong giới buôn bán, những mẩu chuyện nàng nghe quá nhiều trên xe lửa, ngoài chợ trời, nhưng chẳng bao giờ tin rằng nó sẽ xảy đến với mình. Mà tin làm sao được, bởi những lời nồng nàn của Phong còn văng vẳng bên tai, tha thiết rủ nàng nán lại để rong chơi ngoài bãi biển. Nàng cắn chặt đôi môi, đưa cánh tay quệt nước mắt.
Một đứa bé đang đứng vịn cửa, tay cầm củ khoai luộc, trố mắt nhìn nàng vì thấy nàng khóc. Hằng dừng lại hỏi cầu may. Em có biết ở đây nhà nào bán vải không? Đứa bé lắc đầu như chế nhạo. Làm gì có ai bán vải ở đây? Cô muốn mua vải thì ra chợ mà mua. Hằng lại quay vào hẻm một lần nữa, bước vô thật sâu, nhìn đăm đăm từng căn nhà, những lối nhỏ chằng chịt ăn thông ra các con phố khác, làm nàng rối mắt không biết nên chọn hướng nào. Nàng đành trở ra quán nước, đứng thêm một lúc nữa, rồi quyết định đón xe trở về. Nàng mở bóp, kiểm lại tiền, và đến lúc này mới giật mình vì tất cả vốn liếng còn lại của nàng chắc chỉ vừa đủ trả cuốc xe mà thôi. Tuy vậy, nàng vẫn mong manh hy vọng sẽ gặp lại Phong tại nhà. Và lúc ấy thì chuyện tiền bạc không còn là vấn đề nữa. Nàng đoán có thể lúc nãy khi vào mua vải bị công an phát hiện bất ngờ, cho nên Phong phải bỏ chạy để thoát thân. Một chiếc xích lô đạp rà tới, thắng lại trước mặt Hằng. Nàng kỳ kèo trả giá rồi leo lên. Xe đi được một quãng, Hằng còn ngoái cổ nhìn lại con hẻm định mệnh và ngao ngán thở dài. Hằng về đến nhà thì cửa ngoài vẫn khóa chặt, im lìm như lúc hai người ra đi. Hằng ghé mắt nhìn qua khe hở, dù biết chắc rằng bên trong không có ai. Rồi nàng tuyệt vọng ngồi xuống thềm đợi. Tính ra từ lúc Phong chia tay nàng ở quán nước cho đến giờ đã hơn 4 tiếng đồng hồ. Phong vẫn chưa về thì chắc hẳn Phong đã bị bắt ngay lúc đang mua. Nàng hối hận đã đưa hết tiền và nhất là cả nữ trang cho Phong, để bây giờ người thì bị bắt, người thì trắng tay. Trời tối dần, Hằng sốt ruột đứng lên ngồi xuống, thẫn thờ đi ra đầu ngõ, rồi lại bơ phờ trở vào, ngồi phịch xuống chỗ cũ. Bà cụ hàng xóm vừa xách thùng nước ra tưới mấy gốc mướp trước sân. Hằng bạo dạn lại sát hàng rào, cất tiếng hỏi. Thưa cụ, cho con hỏi thăm, từ chiều đến giờ cụ có thấy ông Phong về đây không ạ? Bà cụ lạnh nhạt đáp. Không. Hằng lủi thủi trở lại thềm nhà ngồi tiếp. Bà cụ tưới rau xong, xách cái thùng không lại sát hàng rào gọi Hằng. Cô là dì của thằng Phong. Hằng vội đứng dậy. Thưa, con là người quen của anh ấy. Bà cụ gay gắt. Quen thế nào mới được chứ? Hằng ấp úng thú nhận. Thưa, anh ấy là người yêu của con. Bà cụ cay đắng cười nhạt. Cô yêu thằng Phong à? Thế thì nhà cô hết phúc rồi, tội nghiệp cho cô quá. Hằng giật mình chưa kịp hỏi thêm thì bà cụ xách thùng bỏ vào nhà. Đến cả tiếng đồng hồ sau bà trở ra, vẫn thấy Hằng ngồi đó trong bóng tối mờ mờ trước căn nhà khóa kín, giơ tay đập mũi liên hồi. Bà thương hại gọi. Này cô. Hằng đứng dậy chạy lại hàng rào. Cụ gọi con. Bà gằn giọng. Thế thằng Phong đi đâu mà nó bỏ cô ngồi cho mũi đốt ở đây? Hằng như đứa trẻ cô đơn bị bắt nạt, bây giờ mới có người hỏi tới, ứa nước mắt kể hết đầu đuôi câu chuyện đi mua vải chiều nay. Và nàng kết luận. Con đoán chừng anh ấy đang lấy vải thì bị công an ập vào bắt. Bà cụ cười khẩy. Có thiền lôi hà bá, quả chăng mới bắt được nó. Tôi nói thiệt nha, cô bị lừa rồi. Cô quen lầm thằng Nưu Manh rồi. Ở đây ai cũng chạy mặt nó, chỉ có cô mới chân ướt chân ráo từ ngoài kia vô, không biết tông tích nó, cho nên mới bị nó lừa đó. Hằng tái mặt hoảng hốt kêu lên. Anh Phong mà lại lừa con ư? Bà cụ hạ giọng. Cô đi hỏi cả cái xóm này mà coi, con cháu gái tôi cũng bị rơi vào tay nó đó. Năm ngoái đi phải nạo thai, tưởng chết rồi. Thôi cô liệu thu xếp mà đi về đi, chứ chờ nó thì nổ con mắt, nó quất ngựa truy Phong rồi. Hằng cãi. Nhưng mà anh ấy ở đây, anh ấy đi đâu, đi đâu thì cũng phải về chứ cụ. Bà cụ cặn kẽ giải thích. Thằng Phong mà có nhà có cửa thì đã khá,
Nhà này là của ông chú của nó. Ổng là cán bộ cao cấp, được nhà nước cấp cho một căn hộ này nè. Nhưng mà ổng bận công tác đi vắng nhà hoài ha, nên giao chìa khóa cho thằng Phong, đặng thỉnh thoảng nó về quét dọn. Thằng Phong chuyên dùng miệng lưỡi của nó đi gạt người ta, mượn đầu này, giật đầu kia, chứ có đồng bạc nào đâu mà nhà mới cửa. Hằng tái tê nghĩ đến 2 lạng vàng lần trước đưa cho gã mượn để sang tên căn nhà này và mua hộ khẩu làm tổ ấm cho Hằng mỗi lần vào Nam. Rồi mấy ngàn bạc hôm nay cũng trao hết cho gã, cả đến sợi dây chuyền và đôi bông tai. Nàng mím môi không khóc được nữa, mắt mở to nhìn trừng trừng ra con hẻm tấp nập người qua lại. Bà hàng xóm phun ra được những lời uất ức chất chứa đã lâu, hả hê quay vào. Hằng vội gọi giật lại: "Cụ ơi!" Bà đứng ngay trước ngưỡng cửa, ngoái cổ lại nhìn Hằng. "Cái gì vậy cô?" Hằng khổ sở hỏi: "Bây giờ làm thế nào hả cụ? Con còn túi quần áo với lại ít tiền ở trong nhà này, làm thế nào mà lấy lại được bây giờ ạ?" Bà cụ thở dài: "Tùy cô, chứ tôi biết làm sao giờ. Không lẽ giờ tôi xúi cô cãi cửa nhà người ta rồi đi tù hả? Thôi, liệu thu xếp mà về ngoại đi. Cô không có hộ khẩu ở đây, công an bắt được ấy, thì còn phiền phức hơn á." Lối xóm nghe tiếng huyên náo từ từ kéo nhau xuống lại. Hằng vừa đau xót vừa xấu hổ, cúi mặt bước ra đầu ngõ, tránh những cái nhìn soi mói. Sau lưng Hằng còn vọng theo vài tiếng cười chế nhạo. Hằng bước đi những bước nặng trĩu. 20 mấy năm nay, lần đầu tiên trong đời, Hằng mới thấy trong lòng dâng lên một nỗi oán hận vô biên. Nhưng hận ai bây giờ, ngoại trừ chính nàng? Hằng thấy tất cả mọi việc vừa diễn ra lạ lùng và cực kỳ vô lý. Nàng có thể dễ dàng phản bội chồng con một cách vô lý đến thế sao? Rồi chính nàng lại cũng bị phản bội một cách quá vô lý. Và vô lý nhất là tại sao lại đưa hết tiền cho Phong mà không một chút đắn đo? Mọi chuyện xảy ra như trong một giấc mơ, như một vở tuồng trên sân khấu. Hằng tìm một góc tối, kiên nhẫn đứng chờ thêm một lúc nữa. Mắt đăm đăm nhìn lại con hẻm dẫn vào nhà Phong, mong manh hy vọng gã sẽ trở về. Lại thêm một tiếng đồng hồ tuyệt vọng nữa, nàng lang thang bước đi dọc con đường Cách Mạng Tháng 8, dù không biết đi đâu và không biết đêm nay sẽ ngủ ở đâu. Nàng mở bóp, moi móc hết các ngõ ngách, chỉ còn được hơn 10 đồng bạc lẻ. Muốn về tới quê nhà ở Hà Sơn Bình, tối thiểu phải có khoảng 200. Hằng nghĩ tới người cô chồng ở Phú Nhuận đã toan đến ngỏ ý vay tiền, nhưng lại ngại ngùng vì mấy lần vào đây nàng đều lánh mặt để hú ý với Phong. Thơ thẩn một lúc, Hằng tới ngã tư Hồng Thập Tự lúc nào không hay. Nàng dừng lại, ngao ngán đưa mắt nhìn quanh, không biết nên rẽ hướng nào. Từ trong bóng tối, một thằng bé khoảng 10 tuổi chạy lao ra hỏi nhỏ: "Đi không cô ba?" Hằng nhìn nó ngạc nhiên hỏi lại: "Đi đâu?" Thằng nhỏ đáp: "Đi khách chứ đi đâu. Tôi rước mối cho, bảo đảm tôi kiếm toàn khách sộp cho cô ba." Hằng thở dài chua chát, rồi bỗng dưng tò mò hỏi: "Mỗi lần được bao nhiêu?" Thằng nhỏ lên giọng chế nhạo, làm bộ hoài: "Nhiêu là tùy cô chứ, sao hỏi tôi?" Hằng ngập ngừng: "Thường thường thì được bao nhiêu, cháu có biết không?" Thằng nhỏ nhún vai giải thích: "Hạng sang thì 50, 70, hạng thường thì 20, 30 không chừng. Ế khách thì 5 đồng, 10 đồng cũng phải đi. Mà cô thuộc hạng nào mới được chứ?" Hằng buột miệng than: "Ít thế thôi à?" Thằng nhỏ lớn tiếng: "Chứ muốn nhiều nữa. Trời ơi, gái trinh mới cắt chỉ còn có mấy trăm bạc, bộ cô còn trinh sao?" Vừa lúc đó có gã đàn ông rề rề hông đa tới. Thằng nhỏ vội bỏ Hằng chạy theo gạ gẫm: "Có em mới, ngon lành lắm anh hai." Xe dừng lại, tắt đèn nhưng vẫn nổ máy. Gã đàn ông ra vẻ sành sỏi: "Xạo hoài mày, toàn thứ gì đâu không à. Ai mày cũng biểu mới cắt chỉ, toàn dân chơi nát bét, thấy ớn."
Thằng nhỏ níu kéo: lần này thiệt mà anh hai, bò lạc ngoài Hà Nội mới vô, nhảy dù lần đầu anh hai. Nghe mẩu đối thoại, Hằng ứa nước mắt bước đi. Gã đàn ông sang số chậm chậm chạy theo nàng, bật đèn rú ga để nhìn cho rõ mặt, rồi hài lòng lên tiếng: coi cũng được, lên đi em. Hằng nhìn gã và tự nhiên thấy lòng mình bình thản lạ lùng. Cuộc đời chó má bỗng dưng đẩy nàng vào một bước ngoặt thê thảm mà nàng không bao giờ ngờ tới. Nghĩ đến cái vé tàu về Hà Sơn Bình, nàng hỏi gã đàn ông: anh trả tôi bao nhiêu? Gã tỏ vẻ hào phóng: đừng nói chuyện tiền bạc với anh là dân chơi mà, tiền bạc nhăm nho gì em. Hằng thản nhiên leo lên. Thằng nhỏ lao tới níu cánh tay Hằng kêu oai oái: trả tiền tôi chứ cô ba. Hằng ngạc nhiên: tiền gì? Thằng bé nói lớn hơn: tiền dắt mối chứ tiền gì. Nhưng gã đàn ông dồ ga phóng vọt đi, sau lưng còn nghe rõ tiếng chửi thề của thằng nhỏ: đi khơi khơi vậy sao, đi luôn đi nghe, mai còn tới đây làm ăn quấn chết mẹ con đi. Chiếc Honda quẹo sang đường Tú Xương. Ở đó có những cái ống cống bằng xi măng thật lớn xếp ngổn ngang hai bên. Bộ công chánh trước năm 75 đưa bao nhiêu vật liệu tới đây, nhưng chưa kịp sửa đường thì mất nước. Thành ra những cái ống cống khổng lồ vẫn nằm yên như thế trên lề đường, làm cho hẹn hò tội lỗi cho biết bao cặp tình nhân. Xe lượn hai ba vòng, không thấy còn cái nào trống, gã đàn ông lao về phía nhà thờ Đức Bà, trước cửa Dinh Độc Lập cũ. Rải rác trên những ghế băng và ở mỗi gốc cây đều có bóng người đang bận rộn làm ăn. Gã dừng lại, bước xuống, khóa bánh sau và dẫn Hằng tới một gốc cây. Hằng ngạc nhiên hỏi: Đỗ làm gì ở đây hả ông? Gã cười nhấn mạnh: chỗ này là nhất chứ còn muốn gì nữa, bố đòi vô khách sạn sao? Dứt lời, gã thoải mái ngồi xuống, tựa lưng vào gốc cây và kéo tay Hằng cho nàng ngồi xuống theo. Hằng không hiểu gì, hai chân quỳ trên thảm cỏ, ngơ ngác nhìn gã, khiến gã phải gắt: không mang đồ nghề gì hết trơn sao? Ít nhất cũng phải có tấm mũ đựng trải xuống mà nằm chứ. Hằng kêu lên: ô hay, ông định làm gì ở đây, giữa đường giữa xá như thế này à? Gã đàn ông cười khinh bỉ: thôi em ơi, em làm bộ hoài, thằng này rành quá mà. Ngoài đó bộ em làm ăn bết bát lắm hay sao mà phải mò vô đây? Hằng cương quyết lắc đầu: tôi chịu thôi, phải có nhà có cửa chứ, ở đây thì tôi không dám đâu. Gã chỉ tay sang bên cạnh và giải thích: thì coi người ta cái kia, gốc cây nào không có. Giờ anh ngồi đây, em nằm kê đầu lên đùi anh, dễ ợt có khó gì đâu. Vừa nói, gã vừa tháo dây lưng quần và dướn người. Hằng chợt hiểu ra, đứng bật dậy và khóc nấc lên. Gã đàn ông buột miệng cào nhào mấy câu rồi cũng đứng lên theo, cài nút quần lại. Gã bỏ đi miệng lẩm bẩm: không chịu thì thôi chứ mắc mớ gì mà khóc. Gã mở khóa Honda và đạp máy. Hằng đứng chơ vơ giữa bãi cỏ nhìn theo. Lúc nãy cái lý do chính thúc đẩy Hằng leo lên Honda của gã là vì nàng tưởng gã sẽ đưa mình về nhà gã. Tuy có phải cắn răng chịu đựng, nhưng ít ra cũng có được một chỗ ngủ qua đêm. Rồi sáng mai khi gã trả tiền thì Hằng sẽ ra ga mua vé tàu. Không ngờ gã đưa nàng ra đây hành lạc, rồi lại sẽ bỏ nàng lang thang ngoài đường. Hằng bút nhói nghĩ đến đỉnh giờ này chắc đang du con bên ngọn đèn dầu và thao thức nhớ tới nàng. Hằng lau nước mắt lên tiếng gọi: ông ơi. Gã dân chơi vừa sang số xe vừa quay đầu lại hỏi: gì nữa đây? Ông cho em về nhà với. Nhà cô đâu? Khúc nào? Gần thì tôi cho cô qua giang. Không, nhà ông ấy chứ. Gã đàn ông ré lên cười: giỡn hoài cô, đưa cô về đặng vợ tôi quấn chết mẹ tôi sao?
Gã rú ga bật đèn, nhưng Hằng lại gọi giật lại một lần nữa. Ông ơi! Gã ngoái đầu lại. Gì nữa? Thôi, ông tắt máy đi, tôi bằng lòng. Gã nhún vai. Hết hứng rồi, thôi để khi khác. Và gã vù xe lao đi trong bóng tối. Rồi Hằng cũng xoay đủ tiền trở về Hà Sơn Bình. Đêm đầu tiên, vợ chồng nằm bên nhau bên vách tường cũ. Hai người yên lặng rất lâu. Đình xoa lưng Hằng, bùi ngùi nói. Tiếc của thì anh không tiếc lắm. Anh chỉ thương mình vất vả quá. Thế lúc mình đang mua vải công an ập vào bắt, nó có đánh mình cái nào không? Hằng lắc đầu tấm tức khóc. Những dòng nước mắt hối hận trào ra, đẫm ướt cả vai Đình, làm Đình cũng mủi lòng theo. Không bị đánh mà khóc sướt mướt như vậy thì chắc chỉ có mỗi một lý do là Hằng tiếc của lắm. Đình đoán như thế, cho nên để chiều vợ, anh ngẫm nghĩ một lúc khá lâu, rồi lật úp người thì thầm bảo Hằng. Mình còn muốn đi chuyến nữa không? Nếu mình muốn thì mai anh chạy đi bán nốt cái máy hát, rồi anh sang chú Hợi vay tạm 1000 bạc cho mình làm vốn, thử thời vận lần nữa xem sao. Chả nhẽ lần nào cũng bị bắt. Với lại anh cũng còn giấu riêng được vài trăm, bác Tín mới trả. Anh định mùa hè này lợp lại cái bếp. Thôi thì mình cầm cả đi mà mua hàng, bố con anh ở nhà cơm cháo qua ngày cũng được. Hằng im lặng không đáp, nước mắt cứ trào ra, ngăn không nổi. Nhắm mắt lại, Hằng chỉ thấy hình ảnh Phong và gã đàn ông ở công viên nhà thờ Đức Bà thay nhau xuất hiện trong trí.